Hello, chào mừng toàn thể cô chú anh chị và các bạn đã quay lại kênh YouTube của Nguyên Đời Vlog. Mình với anh Nguyên đang có chuẩn bị một cái số quà mọi người. Thì tự nhiên hôm trước mình qua bên khu vực Đồng Tháp nhưng cái bùng dịch lên, mình có mấy chục ca gì đó vô trong khu cách ly á, mình mới tổ chức cái việc mà giúp đỡ mấy người trong khu cách ly đó. Thì nói chung thì đợt này thì chỉ có một người đóng góp vào thôi là anh Ngô Vũ 100 đồng USD, thì khoảng 2.3 triệu, với lại phần của mình là 4 triệu nữa. Phần của mình, còn cái phần mà 2 triệu này là của chị Ái Linh Nguyễn đó cả nhà, thì cũng đã cho Nguyên Trồm thời gian trước là lúc mình đang bị trong khu cách ly á, thì mình không có giúp đỡ được cho những cái người cách ly trong đó. Và hôm nay ở đây nó bùng dịch lên đó cả nhà, thì mình đã lấy cái số tiền của chị ấy lên cho đó, bây giờ mình giúp đỡ lại cho những cái người đang bị ở trên khu vực tỏ cả nhà đó. Thì tổng số tiền của anh Nguyên cũng như là của mình và của anh Ngô Vũ là 8 triệu. Rồi, số tiền rồi 8 triệu 8 triệu 3 phải không ta? Số tiền tổng tiền đâu men? Tổng tiền đâu? Ghi đây nè. Ghi đâu? Tiền ở đây nè. Ở đây hả? Tổng á, cái tổng á. À, em đọc cho cái nhà. À, anh Ngô Vũ là 2 triệu 3 nè. Anh Nguyên 2 triệu. Tiền của mình 4 triệu. Tổng là 8 triệu 3 nè. Thì những món quà mình mua sau đây á, bây giờ mình đọc nha. 50 hộp khẩu trang là 1 triệu 350 ngàn đồng. 60 chai xịt khuẩn 900 ngàn, 40 vỉ Paradon là 620 ngàn, 30 chai sủi 450 ngàn, 30 bịch bánh gạo cho người chút ly tan ấy là 481 ngàn, 15 lốc nước suối 225 ngàn, 5 lốc nước tương là 270 ngàn. À, 6 chai dầu ăn loại 1 lít 222 ngàn, 20 kg đường là 410 ngàn, 5 bịch bột ngọt là 315 ngàn, 5 bịch hoạt niêm 285 ngàn, 20 chai nước mắm 300 ngàn, 30 lốc sữa 480 ngàn, tổng giá trị là 6.308 ngàn. Thì bây giờ mình coi như là 6.300 đi, là còn dư là 2 triệu. Thì cái 2 triệu nếu bằng 2 triệu này nè, là mình sẽ gửi cho một cái 1 triệu với một với 3 lốc nước tương cho cái hội thiện nguyện ở chỗ khu vực phong tỏ đó. Còn cái 1 triệu này, cái 1 triệu này là mình sẽ gửi bếp ăn ở xã. Nói chung là để nấu đồ ăn cho mấy người bị cách ly cái nha. Nói gì xong không? Thôi vậy xong rồi thì giờ mình quay những cái phần quà này cho hình như còn xong đây nè. Còn đâu? Trao cho khu cách ly được 3 phần quà. Trao cho chốt trực là 20 hộp khẩu trang. À, cái bên đây này là của khẩu trang là làm những cái phần á, cho cho bếp ăn, cho bếp nấu ăn chiến sĩ chốt trực. Đây giờ quay đi. Đọc và biết gì xảy ra. Thì đọc vậy thôi. Đây. Thì nãy giờ thì Tú nó đã đọc những cái phần quà mình đã chuẩn bị gửi cho khu cách ly đó nha. Thì bây giờ mình sẽ quay sơ qua cho cả nhà mình xem thì những cái phần quà nó được đem ra để mà trước nha cả nhà. Còn cái phần bên đây là nữa mình sẽ gửi ở dưới bếp ăn ở dưới xã Thường B của mình cả nhà. Ok, thì mình chỉ quay sơ cho cả nhà xem vậy thôi. Bây giờ mình sẽ tạm ngưng để mình nhờ người ta chuyển đi lên chỗ hội thiện nguyện cả nhà. Thì cả nhà coi như là hai anh em mình đã
mang quà đến hội thiện nguyện Tâm Như Sen cả nhà. Thì bây giờ mình sẽ đến đó để mình quay sơ cái những cái món quà của anh em mình mang lên đây cả nhà. Thì cũng không có gì quý hơn tấm lòng của những cái mạnh thường quân ở nước ngoài gửi về cả nhà. Cái giấy mà ấy anh đọc cho những hàng giùm em. Thì cái giấy này chỉ có những cái không có, cái giấy này chỉ là cái phần quà gửi cho những cái anh trực chốt thôi à, còn những cái phần quà này thì không có ghi. Cái này phía bên đây. Ờ. Còn cái này là phía bên trực chốt này, đây nè. Chỉ có vậy thôi à. Thì bên nhóm hội Tâm Như Sen á, với cái một người cũng như trực tiếp phát quà cho những người bị cách ly đúng không? Dạ. Đó. Thì chỉ có mấy người bên hội người ta mới vô đó người ta phát được thôi à, chứ mình đâu có vô được đâu. Ủa cái giấy kia nhắm nó có được không ta? Không. Mình đọc cái nhà rồi. Không có, bây giờ cái tiền gửi của cho hội đó để nấu này, để nấu trong chai bún chai gì đó thì em cứ gửi cho ai đại diện nhận tiền. Cái này là gửi riêng cho nhóm nha. Dạ. Gửi, trong này có 3 lốc bún tôm hay gì đó. Trong này nè, mấy lốc tương này. Nè. Nhân triệu để nhóm. Anh em thấy để là gửi cho nhóm thiện nguyện Tâm Như Sen. Đúng rồi. 3 lốc bún tương với 1 triệu đồng. Đúng rồi. Để làm bún chai. Đúng rồi, đúng rồi. À đúng rồi. Dạ. Thay mặt nhóm Tâm Như Sen cũng cảm ơn. Rồi. Dạ. Rồi trong giấy này em thấy có ghi là trao cho khu cách ly là 30 phần quà. Đúng rồi. Dạ, cái đó là phần này, đúng không? Cái đó là 30 phần. Rất sót thiếu gì. Chắc đủ. Là 30 phần này nha. Là một phần như vậy là mình sẽ có một hộp khẩu trang nè. Dĩ Panadol, hay là chai suối. Chai sủi, chai sạch khuẩn, một cánh, một lốc sữa. Đủ 30 phần. Dạ, đủ 30 phần. Rồi. Rồi. Thì thôi ăn rồi. Ừ. Thì cũng mong cũng như là được nhóm trao giùm nha. Đó cũng như là còn cái phần tiện thì cũng nhờ nhóm làm bún chai phát cho bà con mình ha. Dạ. Cảm ơn nhóm rất là nhiều. Thay mặt nhóm Tâm Như Sen cảm ơn các anh chị đã kết nối mạnh thường quân để hỗ trợ cho nhóm, nhờ nhóm đi gửi đến bà con mình. Phan. Thì nhóm Tâm Như Sen bây giờ mình ở đâu, mình giới thiệu đi, ví dụ như có anh chị cô chú nào anh Quân á, người ta muốn giúp đỡ nhóm mình thì người ta có thể liên hệ trực tiếp cho mình luôn nha. Đúng rồi. Địa chỉ giống như số điện thoại, người nào đứng ra để nhận những cái quà hoặc là những cái tiền để ủng hộ cho nhóm đó mình làm á. Thì nhóm thiện nguyện Tâm Như Sen thì hiện tại là hoạt động trên địa bàn ấp Phú Lợi Bơi, xã Phú Thường Bơi, huyện Ngự, tỉnh Đồng Tháp. Thì nhóm được thành lập là vào ngày 24 tháng 6 năm 2021. Và trong cái đợt phòng dịch thứ tư này là giãn cách xã hội từ ngày 15 tháng 7 đến nay, thì 4 tháng nay thì nhóm đã cùng hỗ trợ với địa phương phục vụ cho các chốt trực kiểm soát dịch này, rồi nấu ăn cho các khu cách ly, nhận mua đồ cho khu phong tỏa. Thì nhóm do cũng mới hoạt động thôi trong thời gian ngắn nên cái về kinh phí cũng như là nhân lực cũng còn hạn chế á. Thì mạnh thường quân mà có đóng góp hỗ trợ để cho nhóm được lan tỏa hơn với cộng đồng nhiều hơn thì có thể liên hệ với nhóm Tâm Như Sen. Thì có thể là bên ban gây quỹ thì có chú Lê Trường An, còn em với chị Phụng ở đây là điều hành quản lý nhóm chung. Thì em là Khang, chịu trách nhiệm chính. Số điện thoại của em là 0357018945. Hoặc là có thể liên hệ trực tiếp trên cái fanpage của nhóm là nhóm Tâm Như Sen Phú Thuận Bơi. Facebook ha. Dạ, Facebook. Dạ. Cảm ơn nhóm rất là nhiều nha. Dạ rồi, cảm ơn anh. Thì giờ các nhà thì dầm. Thì ok cả nhà, thì những cái thông tin của nhóm của em Khang đã đưa lên thì cả nhà cũng nghe rõ rồi đó. Thì nếu có những cái cô chú anh chị nào đó có tấm lòng hảo tâm muốn giúp đỡ nhóm để có kinh phí để giúp đỡ cho bà con vùng dịch đó cả nhà,
thì xin hãy liên hệ về em Khang nha. Ok, thì bây giờ mình sẽ kết thúc clip đây cả nhà.